Ông Trump dọa đánh thuế thêm 267 tỷ USD hàng Trung Quốc. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẵn sàng đánh thuế thêm 267 tỷ USD hàng nhập từ Trung Quốc, bên cạnh kế hoạch 200 tỷ USD hiện tại. Thuế nhập khẩu lên 200 tỷ USD hàng Trung Quốc sẽ được triển khai rất sớm thôi, tùy tình hình, ông Trump cho biết trước báo giới hôm qua. Tôi ghét phải làm điều này, nhưng tôi sẵn sàng đánh thuế thêm 267 tỷ USD nữa nếu muốn. Chứng khoán Mỹ đã quay đầu giảm sau thông tin này, chỉ số S&P 500 có lúc mất 0,3%, xuống thấp nhất 2 tuần. Ngày 6 tháng 9 là hạn chót chính phủ Mỹ lấy ý kiến người dân về kế hoạch áp thuế lên 200 tỷ USD hàng Trung Quốc. Thuế này sẽ áp dụng với hàng loạt sản phẩm, từ xe đạp, găng tay bóng chày đến máy quay kỹ thuật số. Trên lý thuyết, việc này sẽ mở đường cho ông Trump công bố áp thuế ngày 7 tháng 9 giờ Washington. Dù vậy, quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra do Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ vẫn đang trong quá trình xử lý. Nếu tất cả lời đe dọa của ông Trump được thực hiện, toàn bộ hàng Trung Quốc vào Mỹ sẽ bị đánh thuế nhập khẩu. Năm ngoái, Mỹ nhập 505 tỷ USD hàng Trung Quốc, theo số liệu từ cơ quan thống kê nước này. Trước đó, sau 2 vòng, chính quyền Tổng thống Trump đã áp thuế lên 50 tỷ USD hàng Trung Quốc. Bắc Kinh cũng đã trả đũa bằng chính sách tương tự. Họ cho biết buộc phải làm điều này để đáp trả Mỹ. Động thái giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang làm dấy lên lo lắng, triển vọng tăng trưởng toàn cầu đi xuống.